Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: số lượng Bitcoin không di chuyển trong 10 năm đã đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này thậm chí còn cao hơn số dư Bitcoin được giữ trên các sàn giao dịch. Nhà phân tích Willy Wu nói rằng có 2,6 triệu Bitcoin đã không di chuyển trong 10 năm qua. Trên Alasis ước tính khoảng 3,7 triệu Bitcoin đã bị mất trong một nghiên cứu năm 2020. Do đó, số lượng Bitcoin không di chuyển có thể tăng lên hơn 3,7 triệu Bitcoin vào năm 2030, tương đương hơn 19% nguồn cung lưu hành hiện tại. Trong thị trường giá xuống, những nhà đầu cơ ngắn hạn sẽ rời đi, nhưng những nhà đầu tư dài hạn và tin tưởng vào tương lai của Bitcoin sẽ ở lại. Dự đoán về xu hướng tiếp theo của Bitcoin, nhà phân tích tiền điện tử Mike Dilcher đã bày tỏ sự lạc quan về việc Bitcoin sẽ đồng lên tháng 2 với một màu xanh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, trong lịch sử, tháng 3 là tháng hoạt động kém thứ hai đối với Bitcoin. Charles Edwards, người sáng lập quỹ Caprio, cũng tỏ ra lạc quan, dự đoán sự khởi đầu của một thị trường giá lên. Vào ngày 28 tháng 2, ông đã trích dẫn một số lý do cho dự đoán này, bao gồm nhiều chỉ báo kỹ thuật dài hạn, hoạt động on-chain và thời gian Bitcoin halving đang đếm ngược. Ông cũng nói rằng, môi trường kinh tế vĩ mô đang thay đổi. Chúng ta đang tiến tới một sự thay đổi lớn về kinh tế vĩ mô. Năm 2023 có thể sẽ chứng kiến việc Fed tạm dừng tăng lãi suất và thay đổi chính sách. Tuy nhiên, một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Điều kiện thanh khoản trên thị trường Bitcoin và ETH đang ở mức tồi tệ nhất kể từ sự sụp đổ của Terra vào tháng 5 năm 2022. Thanh khoản đề cập đến khả năng thị trường hấp thụ các lệnh mua và bán lớn ở mức giá ổn định. Số liệu thường được sử dụng để đánh giá các điều kiện thanh khoản là 2% độ sâu thị trường, tập hợp các ưu đãi mua và bán trong phạm vi 2% của giá trung bình hoặc trung bình của giá mua và giá bán. Dữ liệu từ Kaiko cho thấy độ sâu thị trường 2% của Bitcoin đối với các cặp USDT đều tổng hợp từ 15 sàn giao dịch tập trung đã giảm xuống còn 6.800 Bitcoin, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2022, vượt qua mức thấp sau vụ phá sản FTX. Con số này giảm đáng kể so với mức cao nhất trong tháng 10 là trên 15.000 Bitcoin, trong khi độ sâu thị trường 2% của ETH đã giảm hơn một nửa xuống còn 57.000 ETH kể từ tháng 10, dẫn đầu là Binance. Sự sụt giảm mới nhất về độ sâu của thị trường diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng biến động trên thị trường Bitcoin đang giảm dần. Theo Griffin Arden, một nhà giao dịch từ công ty quản lý tài sản tiền điện tử Blockfin, loại tình huống này thường dẫn đến sự bùng nổ biến động đột ngột. Chỉ số biến động Bitcoin, đo lường mức độ biến động ngụ ý hoặc dự kiến trong 30 ngày tới, đã giảm xuống 56,39, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021, theo nguồn dữ liệu CryptoCompare. Tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử bắt đầu cạn kiệt vào giữa tháng 11, sau khi Alameda Research và FTX phá sản. Alameda là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi bật nhất, cung cấp thanh khoản hàng tỷ đô la cho các token có vốn hóa nhỏ và lớn. Kết quả là sự lây lan đã làm sụp đổ một số sàn giao dịch, bao gồm cả các công ty kinh doanh chênh lệch giá, đồng thời làm tổn thương các nhà tạo lập thị trường nổi tiếng khác như Genesis. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.